Chúc cho nó vui vậy ha. Chào các bạn, hôm nay Hoàng có cái cây đàn này Hoàng review cho các bạn, đó là cây Kawai CN27. Thì dòng CN nó giống như là IDP của hãng Yamaha vậy đó. Thì CN27 hiện thời Hoàng đang có màu này, là màu LO, là màu gỗ tự nhiên đó. Thì thỉnh thoảng thì nó có thêm màu đen nữa. Những cái cây này là khá mới cho nên là cái số lượng về nó rất là ít, có khi có cây này, có khi có cây khác, và khi không có luôn. Sẵn tiện có cây CA cho nên Hoàng quay cho các bạn xem để các bạn biết cái kích thước của hai cái cây này cụ thể ngoài đời nó làm sao ha. Ở đây là cây CA48 đó, cây CN27 ha. Cái CN27 này nó tương đương với cái cây IDP của hãng Yamaha, còn CA là tương đương với CLP của hãng Yamaha. Hiện thời Hoàng đang có hai cái màu này, các bạn thấy hai cái màu này nó giống như màu light cherry ấy, nhưng mà nó không phải light cherry. Cái hãng này nó đặt tên là LO. Thì các bạn như vậy cho dễ nhớ, cái màu này là màu gỗ tự nhiên à. Ha, người ta hay làm guitar hay làm gì là gỗ tự nhiên, và nó cũng không có phủ một cái lớp bóng nữa, đây là gỗ mờ luôn. Rồi, em bây giờ cũng cho các bạn xem luôn cái kích thước của nó. Thì cái phân khúc CA thì bao giờ nó cũng cao hơn là CN, cho nên là kích thước của nó to hơn rõ ràng, nó cao hơn rồi, cái này nó cũng bề thế hơn nè, nó to hơn rõ ràng luôn, thấy chưa, nó rõ ràng luôn. Cái hệ phím bên đây nó làm bằng bằng gỗ, còn hệ phím bên đây làm bằng nhựa đó, đó thấy chưa. Rồi cả hai cây đều có nắp trượt ra. Và cả hai cây này ấy, thì tính ra là cái tính năng sử dụng nó giống nhau, chẳng qua là cái độ hay của nó về mặt âm thanh và cái độ hay về cái cảm giác phím ha, có hai cái thứ đó. Rồi bây giờ mình sẽ đi xung quanh cây đàn để cho các bạn xem được cái hình dáng cụ thể của nó ha. Thì những cái thiết kế càng sau này, càng hiện đại sau này á, thì nó đều có cái chân ở đằng trước. Hoàng rất là thích cái cây đàn nào mà nó có cái chân đằng trước đấy. Cái màu này á, không phải là ai cũng thích đó, màu này khá là đặc biệt đó, màu này khá là đặc biệt. Tùy có người thích màu sáng, Hoàng cũng thích màu sáng đó. Màu này đẹp mà. Không, đây là cái nút on off nè, nút volume to nhỏ. Ở bên đây là các nút điều khiển. Chủ yếu mình xài là nút sound select ha. Đó, chỉ chọn tiếng ở đây thôi, rất là đơn giản. Rồi bây giờ Hoàng đàn thử cái tiếng piano của cái cây CN27 cho bạn nghe nha. Trở lại nè, đây các bạn mà muốn chọn tiếng á, thật ra cái này rất là đơn giản, các bạn chỉ cần quan tâm đến chọn tiếng thôi, chứ còn phần thu hay phần play hay metronome thì nó cũng không có quan trọng lắm đâu ha.
Rồi chọn tiếng thì đầu tiên là tiếng số 1 rồi, click cái là lên số 2 là tiếng piano khác. 3, 4, 5, 6 vẫn là tiếng piano. 7 nè. Đó, đại loại là mình có thể chỉnh tiếng ở đây được. Rồi cách thứ hai để mình chỉnh tiếng thì hãng nó có làm cho mình một cái app mà mình sử dụng trên smartphone cũng được, mà mình sử dụng trên cái iPad này cũng được. Đây, cái app tên là Sound Museum, các bạn vô App Store các bạn tải ha. Hình như cái này nó chỉ cho cái Apple thôi chứ nó không có cho mấy cái Android. Giờ mình phóng to để cho các bạn dễ quan sát. Rồi các bạn xem nè, đầu tiên muốn xài được thì vô setting, nhấn vào connect, chọn rồi bây giờ nó connect với cái này đi. Coi, nhấn lại coi. Rồi, vậy thì disconnect cái kia. Xong. Chọn cái model. Hiện thời mình đang đánh là cây CN27. Click vô. Vậy là xong. Coi. Mình thử coi nó có tác dụng chưa. Mình nhấn vào đây nó ra cái lead. Chẳng hạn mình nhấn cái này cho nó khác. Đó, nó thay đổi rồi. Chẳng hạn mình muốn chọn một cái tiếng của các đoan chord, và mình muốn nghe thử cái tiếng đó như thế nào, mình nhấn play luôn. Đó. Rồi, vậy bây giờ mình muốn cái tiếng gì khác đó thì mình cứ chọn, đây nó có khoảng 19 tiếng ha. Tiếng gì ra cái tiếng đó, là nó ra cái hình đó, các bạn có thể ví dụ click vô. Đây là tiếng piano điện đi. Đó, tiếng piano điện. À, tiếng piano. Chúc cho nó vui vẻ ha. Này coi. Mấy cái tiếng này đánh pop khá là hay ha. Rồi bây giờ tiếng nhà thờ thì sao? Cái này đánh nhà thờ được luôn à. Cái này là tiếng jazz sao ba? Ví dụ cái tiếng nhà thờ sao? Việt Nam là vậy. Cái đó thôi. Rồi bây giờ mình quay qua cái chức năng thứ hai. Chức năng ở bên trên là mình đánh từng cái âm sắc khác nhau, còn chức năng này là mình kết hợp hai âm sắc một lúc. Hiện thời nó đã có bên trái và bên phải là cái hai tiếng chính và tiếng phụ.
Đó, cái tiếng lớp á, layer là cái tiếng lớp dưới. Rồi bây giờ Hoàng muốn chọn cái tiếng đầu tiên là tiếng piano. Quay trở lại. Thứ hai, Hoàng chọn cái tiếng là New Age chẳng hạn. Đó. Hiện thời nó đã cân đối âm thanh giữa hai bên, thấy chưa? Bây giờ Hoàng nghiêng qua một bên nào đó xem. Là tiếng piano to hơn nè. Bây giờ Hoàng nghiêng qua là tiếng này to hơn nhé. Rồi bây giờ mình pha như thế nào là tùy ý mình, chẳng hạn tiếng piano mình muốn nó lớn hơn một tí, lớn hơn cái bạn kia một tí. Tùy mình thích mình chọn cái gì và mình khéo léo thì mình sẽ chọn và mình lựa ra được cái tiếng nó hay. Rồi, tóm lại là cái app này nó cũng có hỗ trợ mình để cho mình lựa chọn hay là mình làm các thứ. Thì còn nếu mà không có app này thì làm trực tiếp trên cây đàn vẫn được ha. Các bạn cứ coi trên catalog là các bạn làm được hết, không có gì khó. Vậy thì túm lại cái cây này á, trong tầm giá tầm 20 triệu, bởi vì cái đàn này là khá khá là mới, sản xuất năm 2018, cho nên đến năm nay là đầu năm 2011, à, xin lỗi, đầu 2021 đó, thì nó mới có 2 năm rưỡi 3 năm thôi, nên là cái giá thành của nó vẫn còn hơi cao một tí, nhưng mà theo tiền nào của nấy, nó còn khá mới nên nó cao là đúng rồi. Và tiếng hay là mọi thứ của nó là đáp ứng cho cái việc học cũng như là việc chơi nhạc của mình, vậy là tốt lắm rồi ha. Bổ sung vào cái kho video clip mà Hoàng đã review cho các bạn, đến bây giờ chắc cũng được mấy chục clip rồi đó, mấy chục clip rồi đó. Rồi rồi thì tùy vào cái sở thích ha, Hoàng vẫn luôn nói tùy vào sở thích của các bạn cứ chọn cây nào nó cũng có cái hữu ích hết. Nên là người ta mới sản xuất ra, chứ đâu có ai mà sản xuất ra mà nó không có hữu ích được ha. Tùy vào nhu cầu thực tế của các bạn nên tự cân nhắc và lựa chọn cây đàn phù hợp nhất đối với mình nha. Cảm ơn các bạn nha, xin chào.